Sáng nay, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập quận, 23 tháng 1 năm 1997, 23 tháng 1 năm 2022. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung dự buổi gặp mặt. Cách đây 25 năm, ngày 23 tháng 1 năm 1997, quận Ngũ Hành Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Hải và Hòa Quý thuộc huyện Hòa Vang với phường Bắc Mỹ An thuộc thành phố Đà Nẵng cũ. Từ xã lên phường, từ nông thôn lên thành thị, chặng đường 25 năm qua đã chứng kiến nhiều đổi thay trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, dần trở thành khu đô thị hiện đại phía đông nam thành phố. Đến năm 2021, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và riêng tỷ trọng dịch vụ du lịch và thương mại chiếm gần 82%. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 8,1% một năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 12,4% một năm. Hạ tầng đô thị của quận được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang hiện đại, các mặt văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng chuyển biến trên tất cả các mặt, đặc biệt vào tháng 3 năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại 2 lên loại 1.